Nhận định bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với Nam Định 17 giờ ngày 12 tháng 3. Đánh bại Hoàng Anh Gia Lai bây giờ thực sự là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với tất cả các đối thủ. Với Nam Định, nếu họ làm được chuyện đó thì đúng là gây sốc cho nhiều người. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kia Tisak đang từng bước giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt qua những cột mốc lớn trong lịch sử của câu lạc bộ. Đội bóng phố núi lần đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp. Sự chắc chắn nơi hàng thủ được Kia Tisak đánh giá như chìa khóa thành công cho suốt giai đoạn vừa qua với 7 trận bất bại liên tiếp. Đó cũng là lần đầu tiên sau 17 năm, Hoàng Anh Gia Lai có thể làm được điều này. Ở trận đấu với Nam Định, Kia Tisak sẽ đón chào sự trở lại của hai học trò cưng là Lương Xuân Trường và Kim Jong Su. Cũng nhờ thế, khả năng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai lại càng vững vàng hơn nữa. Hàng phòng ngự đang ổn định, hàng tấn công lại thăng hoa. Chân sút chủ lực Văn Toàn đang có mùa giải khởi đầu hay nhất trong sự nghiệp. Anh chỉ mất đúng 8 vòng đấu để có số bàn thắng ngang ngửa với cả mùa V-League năm ngoái. Ấn tượng hơn, khả năng dứt điểm đa dạng từ phía Văn Toàn đang biến anh trở thành sát thủ lợi hại không chỉ ở Hoàng Anh Gia Lai mà còn là cả V-League. Nhưng đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu này là một Nam Định ngổ ngáo. Lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu của Nam Định từng khiến cho các đội cửa trên Sài Gòn, Hà Nội FC, Bình Định hay Sông Lam Nghệ An phải trả giá với những thất bại. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đang có trong tay những cầu thủ trẻ nhiệt huyết như Minh Tuấn, Xuân Quyết, Thanh Trường, cùng ba ngoại binh máu lửa Wesley, Conan và đặc biệt là Rodrigo Diaz. Nhờ sức trẻ và độ máu có thừa, Nam Định không rơi vào trạng thái đối sức trong cuộc chiến dồn dập với lịch thi đấu liên tục của V-League năm nay. Đội bóng Thành Nam cũng đã vượt qua tâm lý sợ thi đấu trên sân khách vốn đeo bám mình mấy năm trời. Bằng chứng ở vòng gần nhất, ngay cả khi thua Bình Dương với cách biệt lên tới 3 bàn nhưng chỉ trong 20 phút cuối, Nam Định thay vì vỡ trận đã chơi đầy cố gắng và ghi liên tục tới 2 bàn. Qua đó chỉ chấp nhận thất bại sát nút 3-4 trước đối phương.